Diễn viên chính: Quách Cố Thành. Châu Nhuận Phát. $10 cho một lần gửi thơ. Gửi thơ nào? Con muốn gửi thơ về nhà không? $10 thôi. Có thơ gửi không? Gửi thư về cho gia đình không? Có tiền không? Nhớ là tiền thật đấy. Tôi không muốn tiền giả đâu. Đến đây nhanh lên. Phòng 309 có tù nhân gặp chuyện. Cảm ơn ông. Không có gì. Tôi đã xác định là chết ở đây rồi. Cậu là một tài năng và cậu nên rời khỏi đây. Hãy sống thật vui vẻ nhé. Cảnh sát Hồng Kông sẽ đưa anh đi. Ra ngoài đi. Mở cửa ra. Nhìn cái gì?
Ngày 2 tháng 2 vào 2 năm trước, trên đường quốc lộ tại Canada, 7 người hộ tống của Ngân hàng Trung ương đã thiệt mạng. Đến tháng 6 cùng năm, một cuộc xả súng tại khu Tam Giác Vàng khiến 82 người chết, 157 người bị thương. Ngày 10 tháng 9 năm ngoái, ông chủ nhà máy nhuộm Lý Minh bị giết. Sau vài giờ điều tra, chúng tôi đã tìm ra được hung thủ, nhưng tất cả đều đã bị giết mà không biết lý do. Một số vụ giết người xảy ra đều liên quan đến một nhóm làm tiền giả quốc tế, trong đó gồm một người Macau tên Lý Nguyệt Hoa, một người Việt Nam gốc Trung Quốc tên là Quang Hổ. Họ đều bị giết. Chỉ có hai người sống sót, và anh là một trong số người đó. Người còn lại là sếp của anh, có bề danh họa sĩ. Không rõ danh tính của anh ta, không quốc gia nào trên thế giới có danh tính của hắn ta. Bức ảnh này để chúng tôi chụp lại trên đường cao tốc tại Canada, có hơi mờ một chút. Nhưng đây chính là anh. Muốn ăn gì nữa không? Cho tôi biết, họa sĩ là ai? Anh biết tại sao chúng ta đã đưa anh về Hồng Kông chứ? Bởi vì anh là nhân chứng. Tôi chắc rằng hắn ta sẽ tìm giết anh. Nếu hắn ta biết anh đang ở đây, làm sao cô biết ông ta không biết tôi ở đây? Làm sao hắn ta biết được? Ông ta chắc chắn đã biết tôi ở đây và sẽ giết tất cả mọi người ở đây. Chào buổi sáng, thưa sếp. Thật sáng. Một lần nữa, chào sếp. Anh Lý, anh không sao chứ? Thật sự sẽ chết rất nhiều người mà. Bộ phim Phi vụ tiền giả do TV2.org thực hiện thuyết minh. Định dọa tôi à? Tin tôi đi mà. Hoặc gửi tôi trở lại Thái Lan. Có được không? Tôi cầu xin cô, nhiều người sẽ chết thật mà. Cầu xin cô, hãy cho tôi quay lại Thái Lan. Đưa anh Lý về phòng nghỉ ngơi. Vâng, tin tôi đi. Tin tôi đi mà. Ăn đi. Mặc đồ vào. Đây là chứng cứ chụp tại khách sạn. Sao và tóc của anh đã được tìm thấy tại hiện trường? Chúng tôi đã gửi cho pháp y. Pháp y báo cáo mẫu DNA hoàn toàn trùng khớp. Chúng tôi đã tìm thấy một khẩu súng ở đó. Những vỏ đạn có ở đó cũng là của anh. Và trên đó có dấu vân tay của anh. Tất cả chứng cứ ở trên tố cáo anh chính là thủ phạm. Nhưng thứ đó không phải của tôi. Các người đang lừa tôi. Chứng cứ là thật. Bức ảnh chụp là thật. Ở súng đó là thật. DNA này cũng trùng khớp. Tất cả đều là bằng chứng thật. Sao tôi có thể làm giả nó chứ? Tôi không giết người. Tại sao các người hãy đổ tội cho tôi? Anh đã giết người. Những vật chứng đó đều là của anh. Tôi sẽ công bố nó với báo chí. Anh phải nói ra thông tin của họa sĩ để trao đổi. Tôi sẽ bảo vệ nhân chứng một lần nữa. Anh cho chúng tôi biết hắn là ai thì bằng chứng sẽ được hủy. Chết tiệt. Chào sếp.
Chào anh. Lâu rồi không thấy anh đi chơi gôn. Gia đình bận rộn việc gì sao? Đây là cô Văn. Hôm nay tôi thay mặt khách hàng của tôi tới để bảo lãnh cho ông Vấn. Ồ, anh nghiêm túc chứ? Anh ta được một ông chủ của một công ty đa quốc gia bảo lãnh sao? Sao hắn ta lại may mắn vậy chứ? Cô Văn ở đây cũng là một họa sĩ rất có tiếng. Và cô ấy cũng là bạn của ông Lý. Lý Vấn thì không được. Anh ta là một nhân chứng quan trọng của chúng tôi. Thật sự rất khó xử. Tôi đã nghe nói rằng các anh đã bịa đặt chứng cứ về ông Lý. Hồ sơ này từ phòng pháp lý. Tất cả các tài liệu và bằng chứng trong đây đều là giả mạo. Rõ ràng các người đang vu khống. Cô định chơi lớn với chúng tôi sao? Một cuộc chơi lớn. Sao ông dám chắc bằng chứng này là thật? Đội trưởng, anh không cần phải bảo vệ cô ta như vậy. Chắc là anh không biết. Tôi và con bé này là hai bố con. Và chúng tôi sẽ chơi với tên họ Lý đến cùng. Tôi sẽ đưa anh ta ra tòa. Và anh ta sẽ chết. Tôi đến đây không phải để nghe các người cãi nhau. Hết cách sao? Nghĩ cách khác đi. Cô Văn, cô nhớ tôi chứ? Lúc chồng chưa cưới của cô chưa chết, tôi đã gọi cô tới bệnh viện. Tôi nói là hãy nghĩ cách đi. Nếu cô không làm được chuyện đó, tôi sẽ sử dụng cách của tôi. Có một cách. Cô chỉ cần bảo anh ta nói tất cả về tên họa sĩ đó. Tôi sẽ để anh ta đi. Có nên để anh ta nói không? Họ nói rằng chỉ cần anh nói thông tin về tên họa sĩ, họ sẽ để anh đi. Em biết rằng nếu anh nói ra, cả hai chúng ta đều gặp nguy hiểm. Vậy thì anh cũng nên biết, nếu tôi đi ngay bây giờ, sẽ không ai cứu anh cả, đúng không? Nếu anh không nói, tôi sẽ đi bây giờ. Tại sao lại thế này? Tại sao à? Trong sắp cưới của tôi bị giết bởi họa sĩ. Tôi cần biết hắn là ai. Tôi sẽ nói. Nói đi. Năm 1985, tôi và cô Nguyệt Văn gặp nhau ở Vancouver. Đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi bán tranh. Tôi hy vọng ai đó sẽ mua tranh của chúng tôi. Nhưng cả 10 ngày trời, chẳng ai thèm ngó tới cả. Em về rồi. Anh trả tiền điện chưa? Anh chưa trả tiền điện đâu. Tôi có thể vẽ được bao nhiêu bức? Ông có thể trả tôi bao nhiêu tiền? Tiêu đề của bức tranh này là Bốn Mùa. Nhưng tôi không nhìn thấy anh ta vẽ.
Anh ta chỉ cần pha trộn màu và vẽ vài đường đã ra một bức tranh rồi. Cô Văn, đây là một công việc cần sự sáng tạo ngay từ đầu. Và tôi cần nó giống 100% với bản gốc. Lý Vấn, anh ta đang làm giống như những người tiền nhiệm. Thế giới này chỉ có một Van Gogh thôi. Trong 2 hoặc 3 năm sau, những bức tranh này sẽ không còn giá trị nữa. Tôi xin lỗi, nhưng nếu anh không xem bức tranh của Lý Vấn, thì tôi sẽ không để anh đại diện cho hãng tranh của tôi nữa. Những bức tranh của cô hoàn toàn thua kém ông ấy. Nó thật sự rất khó coi. Tôi sẽ đưa cô đi khắp thế giới. Tôi sẽ đưa cô đi đến nhiều nơi khác nhau. Nhưng tôi không thể mua số tranh này được. Sao anh về muộn vậy? Anh vừa đi gặp ông Lạc và nói chuyện với ông ấy một lúc. Ông ấy bảo anh thuyết phục em. Đừng ép ông ấy mua tranh của anh. Em đâu có ép ông ta mua tranh của anh. Em chỉ đưa ra một vài đề nghị thôi. Đừng làm việc với ông ta nữa. Hôm nay phòng trưng bày Petrov Gallery đã mua mấy bức tranh đó rồi. Anh đã nhận được tiền đặt cọc. Và mấy cũng đã hứa với anh, một tháng nữa sẽ mở phòng triển lãm cá nhân. Mình chỉ cần chờ một tháng nữa thôi. Này, mực này làm sao vẽ tranh được? Ai đã mua loại mực này vậy? Mực này rất lâu khô. Với con mắt chuyên gia tôi nhìn là biết ngay. Này, em, tại em thấy anh quên mang theo bức tranh này. Em đã tới Petrov Gallery. Anh quá bất công với chính mình. Cuộc đời có lúc nào công bằng đâu. Ông Lạc đã nói đúng. Van Gogh chỉ có một trên thế giới này thôi. Còn của anh không có giá trị. Nhưng trên thế giới chỉ có một mình anh, Lý Vấn. Anh cũng có giá trị của mình chứ. Cảm ơn em. Em nhìn xem, anh đã vẽ những bức này. Anh cảm thấy rất vui. Và anh cảm thấy như anh sinh ra là để vẽ nó vậy. Nếu giá trị của anh là giả, em có chấp nhận không? Anh là người yêu của em mà. Anh đã hỏi là em có chấp nhận không? Này, tôi không muốn nghe chuyện này. Tôi muốn nghe cái khác. Cô không đi sao? Vâng, cảnh sát. Mà nói về tên họa sĩ đi. Đây là bức hiệp sĩ, thần chết và quỷ dữ. Ý nghĩa thật sự của nó là về gia đình. 50.000 đô là quá rẻ rồi.
Nếu không phải hàng ăn cắp, làm sao có được giá đó chứ? Tôi mới gặp anh ta, người vẽ bức tranh này. Sếp à, đừng thách đố tôi như vậy. Bức họa này được vẽ năm 1531. Ý tôi là người vẽ bức tranh giả này đây là họa sĩ của chúng tôi, Cô Văn. Cô Văn là người đã vẽ những bức tranh ở đây. Cô là họa sĩ người Trung Quốc nhưng đang sinh sống tại Canada. Ngày cuối cùng, anh cũng đến. Tại sao lại đặt nó ở đây? Anh biết không? Vừa nãy có một vài người sưu tập muốn mua nó. Anh nghe nói tất cả đều đã bị hủy bỏ. Chỉ còn lại bức này. Và nghĩ đó là bức tranh của em. Anh đã không ở nhà trong một vài ngày. Hôm nay anh ở đây, ta không cãi nhau nữa, được không? Anh xin lỗi. Tôi thật sự rất cảm động khi được nhìn tận mắt bức tranh nổi tiếng này. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy có điểm khác lạ, mà đã hơi nhòe ra khỏi vai. Bức tranh này là giả, chính xác hơn là một bản sao. Không biết tên của họa sĩ này có phải photocopy không. Nội dung của bức tranh nói chúng ta không được sa ngã trong cuộc sống. Nhìn thấy mặt tốt, bức tranh này thì lại không giống vậy. Nếu nhìn kỹ ra thì nó giống một cái bàn hơn. Là một chiếc bàn đã xuống cấp. Nếu như nhìn vào khuôn mặt này trông cứ như một đống thức ăn thừa vậy. Tôi muốn nôn. Ông cút ra khỏi đây, Lan Quân. Cô Văn à, đừng gây rắc rối. Thưa ông, tôi thay mặt bạn gái tôi xin lỗi ông. Tôi không suy nghĩ gì về việc vừa nãy cả. Tôi đến đây hôm nay là vì bức họa của cậu. Nó được in trên tấm đồng. Mục đích là để tính toán được độ sâu của bức tranh, để làm giống như một bức tranh được vẽ 400 năm trước. Sử dụng lưới kim loại để vẽ hoa văn trên giấy. Chỉ cần di chuyển ánh sáng, có thể nhìn thấy kết cấu của nó giống như hình mờ của một tờ tiền vậy. Hơn nữa, nếu sử dụng mực và loại giấy tốt thì độ bền của nó đã thay đổi. Hầu hết các loại mực hiện nay đều làm từ dầu thực vật, dễ làm, tiện lợi. Và tôi còn sử dụng dầu óc chó, tro than và nhựa thông nữa. Ông có biết ngành công nghiệp hóa chất không? Chúng ta không nên tới đây. Ta nên tìm một nơi tốt hơn để nói về chuyện này. Một nơi xứng đáng để tôi với cậu bàn chuyện. Tôi nghĩ tôi nên tìm một công việc khác sẽ phù hợp với tôi hơn. Cậu nhìn lại bản thân mình đi. Bất cứ việc gì làm đến mức hoàn hảo đều là nghệ thuật. Làm có tâm, hàng giả cũng có thể tốt hơn hàng thật. Đó cũng là một bức tranh giả, nhưng rất giống thật. Ngay cả những chuyên gia cũng không thể phân biệt được. Tôi cho cậu biết, trên thế giới này
chỉ có một người trên 1 triệu người. Tuy nhiên vật chính xuất hiện, người đó biết cách đánh bại 1 triệu người khác, biết lựa chọn một đối tác làm ăn khôn ngoan. Nếu cậu muốn thành nhân vật chính, hãy gọi cho tôi. Nếu cô đang cố gắng kiếm sống thì đừng bao giờ làm như vậy nữa. Những nhà sưu tầm tranh hàng đầu thế giới đều tới đây. Cô đã xem kỹ nó chưa vậy? Anh không nghe thấy những gì ông ta nói sao? Tôi chắc chắn nghe thấy, nhưng ông ta chỉ nói sự thật mà thôi. Trời ạ. Thật sự, nó xấu hay đẹp? Bức tranh có thể được bán hay không là bằng chứng rõ ràng nhất. Tôi không muốn làm nữa. Anh đang làm gì vậy? Lẽ nào anh muốn tiếp tục vẽ tranh giả sao? Xin lỗi, em... Đi đi, nếu không cô sẽ bị cháy đấy. Tiền bình chữa cháy. Cô thấy chưa, anh ta tự đốt bức tranh của mình rồi. Cô vẫn muốn tôi đại diện cho bức tranh của anh ta sao? Chào mừng cậu. Được rồi, nói đi. Ông muốn tôi phục chế tranh của danh họa nào? Công thấp vậy sao? Tôi muốn cậu phục chế tờ đô la này. Chết tiệt. Chết tiệt. Ông có bị bệnh không vậy? Đừng hiểu nhầm. Tôi không phải loại không biết gì. Tôi cũng là người học nghệ thuật. Những gì tôi muốn làm là tiền giả chuyên nghiệp. Tôi chỉ cần làm nó giúp tôi. Tôi hứa sẽ không để lộ mối quan hệ giữa chúng ta. Tôi thậm chí không biết ông là ai. Tôi còn không biết tên ông là gì. Thì ông lấy gì đảm bảo với tôi? Tên tôi là Ngô Phú Sang, người Hồng Kông. 3 thế hệ nhà tôi đều làm tiền giả. Gia đình chưa ai phải đi tù. Bởi vì chúng tôi tuân thủ nguyên tắc chỉ bán buôn. Người mua là những người có quyền và cả người nghèo. Họ đã từng bảo vệ cho gia đình của tôi. Tôi không dám nói những gì tôi có thể đảm bảo, nhưng có một cái tôi có thể đảm bảo. Những tờ đô la mà tôi sản xuất là phổ biến nhất trên thế giới, như hàng thật. Làm sao dám chắc là sẽ không lạm dụng nó chứ? Người không biết toàn tính luôn là kẻ thua cuộc. Nếu cậu không muốn làm việc với tôi thì coi như chúng ta chưa bao giờ gặp nhau. Đây là chỗ ngồi của ngài. Tôi có thể cất áo hộ ngài không? Vâng.
Cảm ơn, cảm ơn. Chúc ngài hành trình vui vẻ ạ. Tôi tưởng cậu sẽ không đến. Thật sự xin lỗi. Tôi vừa nhận được thư, bạn gái tôi đã đến Mỹ ngày hôm nay. Cậu yên tâm, tôi sẽ giúp cậu đưa cô ấy trở lại. Tôi tới đây để giúp ông làm việc. Đừng quan tâm đến những thứ khác. Bởi vì cậu làm việc cho tôi nên tôi phải lo lắng chứ. Cậu có thể không biết tất cả những người đàn ông có thể làm được việc lớn hay không. Tất cả đều nhờ phụ nữ. Bố tôi đã từng nói, người đàn ông nào từ bỏ tình yêu của mình sẽ không làm được việc gì lớn cả. Đây là rượu sâm banh của ngài. Cảm ơn. Người phụ nữ đó là ai? Tôi khác mọi người. Tôi là người không sống vì phụ nữ. Tháng 3 năm nay, tờ đô la này mới được chính phủ Mỹ phát hành. Ảnh chân dung sẽ được in từ ông Raxis sang ông Blanken, phóng đại hơn 50%. Mã số ký tự và nhiều hơn nữa. Ngay cả với máy in có độ phân giải cao nhất cũng in ra không giống được. Chỗ khó nhất chính là phần cổ áo của Blanken, có một chữ rất nhỏ. Đó là The United States of America. Đây là một phiên bản khá phức tạp. Ông có người phụ giúp chứ? Lý Vũ. Ông ấy là sư phụ của chúng tôi. Kiểm tra phiên bản mới, lấy mực và giấy đổi màu. Hoa Nghị, quản gia của chúng tôi. Bobby, người thứ tư, bên vận chuyển hàng và bộ phận an ninh. Tình hình sao rồi? Đang tìm kiếm giấy không axit. Số bút giả này không dùng trên giấy thường được. Bút giả sẽ có phản ứng hóa học với giấy thông thường. Không sử dụng được trên giấy vì nó sẽ chuyển sang màu vàng. Chính phủ rất nghiêm ngặt trong việc quản lý các loại giấy như vậy. Chúng ta có thể sản xuất giấy không? Không thể. Chi phí quá cao. Để tôi nghĩ cách khác. Việc đầu tiên cậu giúp tôi làm là giấu nước. Hình mờ là những sợi trong giấy được ép vào. Không có giấy, hoàn toàn không thể làm được. Rốt cuộc là cậu cần cái gì? Sư phụ. Let's be the ones to do what can be done. Life is a hit and run. We gotta be someone. Life is to be the gun. Go see the midnight sun. We gotta know what is going to happen. No need to wait. Don't waste the time you've given. We gotta know. Yes, be the one to make a difference. Let's be the ones who do what can be done. Life is a hit and run. We gotta beat someone. Life is to beat the gun. Go see the midnight sun. We gotta know what is going to happen. Don't need to wait. Don't waste the time you've given. It is our time. Open your eyes. Can't understand.
Sếp à? Ăn cơm thôi. Sếp à, tôi sẽ là người đầu tiên đặt cược. Đặt cược. Tôi đặt 1.000. Thật đấy. Đặt trên bức tranh này à? 1.000. Là giả. Đây là một bức tranh giả. Tôi đã nhìn thấy nó tại một nhà máy ở Hồng Kông năm ngoái. Tôi đã mua nó 5.000. Nó là giả. Ở Đài Loan cũng có một bức tương tự, hàng ngàn người muốn mua nó. Cô nói đây là một bức tranh giả sao? Tôi thường thích giải quyết vấn đề liên quan đến nghệ thuật. Cậu có muốn chơi không? Hai ngàn. Tranh vẽ rất đẹp. Cái này cũng được. Không hiểu sao? Đây là một bức vẽ bằng màu nước. Phun màu lên một tấm vải dày 3 lớp. Theo độ dày của lớp vải, người ta có thể biết được độ dày. Những họa sĩ hàng đầu mới có thể làm được như vậy. Ngay cả khi bóc hết 3 lớp, thì mỗi lớp gần như giống hệt nhau. Cái này có tỷ lệ rất vừa. Chắc là lớp thứ nhất. Hiểu biết lắm. Tôi tìm được rồi. Hình mặt của tiền nằm trong quá trình làm giấy. Khi bộ giấy chưa đông cứng, hoa văn sẽ được ép vào khuôn trước. Khi bộ giấy được đông cứng, hoa văn chỉ cần ở giữa tờ giấy sẽ thành hình mờ. Nếu chúng ta làm hình mờ trước, ta đã kèm nó bằng hai tờ giấy, ba tờ sẽ ép thành một. Và cuối cùng sẽ có được hiệu ứng hình mờ trên tiền giấy. Đúng là thiên tài. Ngay cả vấn đề bảo mật như vậy mà cũng tìm ra. Hoa Nghị, Hoa chuẩn bị đi. Được. Chuyện này là thật sao? Tôi sắp được ăn bảo ngư rồi. Ăn cái đầu cậu ấy. Đầu tiên là phiên bản kẽm. Cậu có biết điều quan trọng khi làm phiên bản kẽm là gì không? Độ chính xác. Điểm chính xác là gì? 1/1000 của 1mm. Đủ chưa? 1/10 của 1mm. Không đủ. Chúng ta phải làm một điều nữa. Đó là mùi hương của đồng đô la Mỹ gốc. Phản ứng hóa học, nguyên lý quang học, tất cả có thể đo được. Nhưng chất lượng của phiên bản phải giống với sản phẩm gốc. Sử dụng rất nhiều nước, sử dụng lửa ở nhiệt độ cao. Ta cần thay đổi nguyên liệu rất cẩn thận. Mục đích là để có được mùi hương của phiên bản gốc. Phải mất đến hơn 2 tháng. Chúng tôi mới thành thạo 17 bước đó. Thế nào? Phiên bản này có ổn không? Tôi nghĩ ta có thể in được phiên bản kẽm này rồi. Không có lỗi gì cả. Còn thật hơn cả hàng thật nữa. Có thể in nhiều hơn cho lần sau rồi. Ngô Vũ, họa sĩ và ông đều họ Ngô. Hai người có phải họ hàng không? À phải. Tôi từng ở với bố mình. Và sau khi ông qua đời, đã giao lại việc cho cậu ấy. Và tôi ở đây để giúp cậu ấy. Ông ấy nói với tôi, ba thế hệ nhà ông ấy đều làm tiền giả và vẫn chưa qua bị bắt, đúng không? Thật mà. Họ làm việc rất nguyên tắc. Không bao giờ tiêu tiền mình làm ra. Miệng của khách rất kín. Cho thường chúng ta sẽ không có quan hệ gì nữa.
Gia đình ông có biết ông làm nghề này không? Làm sao cậu biết tôi có gia đình? Tôi thấy ông gọi mấy hôm trước. Tôi nghe thấy mà. Này, theo quy định, mỗi người một công việc, cậu không cần quan tâm nhiều như vậy. Bỏ tay ra cho tôi. Đây là gia đình nhà tôi, cậu xem đi. Họ đang ở Macau. Họ chỉ nghĩ là tôi đi bán đồ cổ. Theo nội quy, không được để người nhà biết. Phải vậy sao? Anh ta không bảo cậu sao? Làm nghề này phải giữ nguyên tắc, nhưng không nhất thiết phải đảm bảo. Giống như bố của anh ta, ông ấy ở Hà Lan với một nhóm người Nga để lộ thông tin về giá tiền, đã bị giết bởi một nhóm người, nhà máy thì bị đốt cháy. Cùng nhau làm việc như những bậc thầy, nghề thủ công là quan trọng nhất. Yên tâm, sẽ không gặp rắc rối đâu. Tiểu huynh đệ, loại giấy thường này có thể in được hiệu ứng đấy. Tương lai sẽ rộng mở. Cậu chắc chắn sẽ là một ông chủ trẻ. Yên tâm đi. Đẹp nhưng không tiêu được. Chúng tôi đang sử dụng máy in thông thường. Với con mắt của một chuyên gia, họ nhìn là biết hàng giả ngay. Ông chủ trẻ, chúng ta sẽ có máy in Intaglio thôi. Máy in Intaglio, máy đó của chính phủ sử dụng mà. Này, thu xếp đi. Ngày mai ta đi Đông Âu. Dọn đi, dọn dẹp gì? Khi công ty in ấn nhà nước sản xuất 300 tấn đồ dùng, giá khởi điểm là 1.000 đô la. 1.000 đô la, 1.500 đô, 2.000 đô la, 3.000 đô la, 3.000 đô la lần 1, 3.500 đô la. Đã bán. Chiếc máy in này thuộc ngân hàng trung ương ở đây, trước đây được sử dụng cho phiếu giảm giá ngoại hối, bây giờ nó đã làm sắt vụn. Mà nó về Hồng Kông có thể sửa được. Còn giấy không axit không? Tìm trong đó. Anh đùa tôi sao? Thật sao? Ở Hoa Kỳ, giấy không axit được quy định bởi chính phủ. Ta không thể sử dụng các nguyên liệu khác để in tiền được. Phòng truyền thông đã làm từng số và mã ở đây. Độ dày là 1/3 tờ đô la Mỹ. Chúng ta sử dụng 2 tờ giấy để kẹp lại thành hình M. Độ dày vừa đủ. Ơn Chúa, không phải chỉ là mua giấy thôi sao? Tại sao phải giả vờ vậy? Khi cậu trở thành nhân vật chính, tôi muốn biết cậu sẽ làm gì. Đừng nói nhảm nữa. Tôi không có thời gian. Tôi chắc ông sẽ nhận được đơn hàng của tôi, ông Ben. Ông có định mua giấy của tôi hay sao? Chúng tôi là một trong những tổ chức giáo dục từ thiện lớn nhất Hồng Kông. Những tờ giấy này sẽ được sử dụng để in truyện tranh giáo dục. Quên đi nhé. Ngay cả khi tôi không bán giấy cho ông, doanh thu hàng năm của công ty chúng tôi cũng có vài tỷ rồi. Chúng tôi bán giấy với số lượng 10 tấn một lần. Liệu có thừa cho ông in truyện tranh không? Chờ đã. Truyện tranh của chúng tôi được in cho trẻ em nghèo ở châu Phi. Ông có biết có bao nhiêu trẻ em nghèo ở châu Phi không? Xếp à, xếp hàng đi. Hiệu quả rất tốt, thiếu gia. Cậu không quay mặt xem được sao? Tôi có khuôn mặt ở đây.
Anh mua cho tôi 500 tấn giấy, hẳn 500 tấn giấy vào. Cậu, cậu Lý, cậu không được chết đâu đấy. Cậu phải in tất cả tiền cho tôi trước khi cậu chết. Cậu phải khỏe cho tôi. Tôi sẽ không để cậu chết đâu. Màu mực rất khác biệt. Này, nó không phải của ông. Tôi bóc hộ ra cho cậu thôi. Tại sao cậu phải lo vậy? Không nhìn thấy sao? Tôi đến để trả lại chìa khóa. Tôi sẽ không bao giờ gặp cô ấy nữa. Tôi đi đâu vậy? Tôi quyết định sẽ quay về Hồng Kông với ông. Này, cậu có biết văn phòng triển lãm tranh của Phong Nguyệt Văn được gọi là gì không? Tạm biệt bốn mùa. Bốn mùa. Đó là một trong những bước mà cậu đã đốt. Cậu đã bắt đầu trở nên keo kiệt rồi đấy. Ông đưa tôi đi đâu vậy? Tôi đã nói sẽ để cậu quay về Hồng Kông ngày hôm đó. Sau khi kết thúc vấn đề, cậu phải đuổi theo cô ấy. Tại sao cậu đột nhiên không gặp cô ấy? Gặp để nói những gì? Nói với cô ấy là tôi đi in tiền giả sao? Tôi đã giúp cậu suy nghĩ về nó. Tôi có nên tiếp tục nói dối không? Cuối cùng cậu vẫn phải đối mặt với cô ấy thôi. Làm sao ta sống mà không nói dối được chứ? Ông nghĩ là tôi đang bình thường sao? Câm miệng! Tôi nói cho cậu biết, tôi cho cậu ngày hôm nay, cho cậu là nhân vật chính. Cậu phải làm theo chỉ bảo của tôi. Ông đang nghĩ cái gì vậy? Im miệng! Cậu từ bỏ cô ấy, đồng nghĩa cậu từ bỏ chính mình. Tôi sẽ không để cậu đi. Mặc vào. Này, mặc để làm gì? Này, con định làm gì vậy? Làm gì à? Đi cướp. Muốn chết không? Mặc vào. Mặc nhanh lên. Bobby! Bobby! Yên lặng một chút. Bình tĩnh đi. Chúng tôi không muốn làm ai bị thương. Bắt lấy. Nhặt lên. Mở cửa ra. Đi đi.
chuyển hết mực lên xem. Tránh ra. Cậu ổn chứ? Không sao rồi. Bắn tao à? Dám bắn tao à? Được rồi, dừng lại đi, tránh ra. Bắn tao sao? Ông ấy đã giết nhiều người. Làm rất tốt. Còn hai thù mực còn lại, nếu không làm vậy, làm sao làm được việc lớn? Chờ chút. Ông ta làm gì vậy? Ông ta muốn làm gì thế? Ngồi yên đi, đừng hỏi nhiều. Chúng tôi đã đến sau tên Ngô Phú Sang, 87 thùng mực bị lấy, gồm có một nam một nữ 26 tuổi, những người khác trong độ tuổi từ 35 đến 57, tìm người để đưa họ quay lại, xem xét kỹ từng thành viên của gia đình họ, mối quan hệ xã hội nữa, rất có thể tên họa sĩ đó chỉ mượn tên cho họ mà thôi. Đã rõ. Đi tới đó, kiểm tra thử xem. Thưa sếp, tất cả các thùng mực đổi màu dùng để in tiền đều đã bị lấy đi. Đây là nhóm làm tiền giả xuyên quốc gia, chúng ta phải chịu trách nhiệm cho vụ này. Trường hợp này phải thuộc trách nhiệm của cảnh sát liên bang. Chúng ta chỉ là cảnh sát quận thôi, đừng gây rắc rối làm gì. Tôi sẽ được thăng cấp vào tuần tới. Vậy thì xin chúc mừng cậu. Anh à, tôi mượn bật lửa một chút. Tôi nghe đây. Cảnh sát Lý Hồng Hy, một chuyên gia gián điệp được gửi tới từ Canada. Chào anh, tôi là thanh tra Huệ Lan. Có gì không biết anh cứ hỏi tôi. Thưa cô, cái bật lửa của tôi có phải cô đang giữ không? Xin lỗi. Cảm ơn. Xin lỗi anh. Nó là con gái tôi đấy. Tôi vẫn không hiểu tại sao chúng lại làm giả tiền đô Mỹ, không có mã vạch. Này, sao vậy? Tôi đang hỏi anh đấy. Mã vạch ở trang 69. Tôi đi đây.
Mã Vũ Sam, họa sĩ sẽ không vui đâu. Nếu có phụ nữ ở đây, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Ta nghe nói rằng họa sĩ là một người rất thận trọng, không dễ nói chuyện với người lạ. Nếu ông dám lừa tôi, đừng trách tôi không khách sáo. Tôi chờ ở đây. Tôi đi tìm ông ấy cho cậu. Cô đang làm gì đây? Bật lửa của anh, tôi đã đặt định vị. Mã Vũ Sang, anh làm việc cho ai? Đây là một băng nhóm xã hội đen cực kỳ nguy hiểm. Cô không nên tới đây. Đây là Hồng Kông. Anh không thể vượt qua biên giới ở đây. Tôi đã chờ cả năm trời. Cuối cùng cũng đợi được đến lúc gặp được tên họa sĩ đó. Họa sĩ, hắn là ai? Mã Vũ San, ra ngoài thôi, họ đang ở đây rồi. Các vị, đây là cậu Bobby, là tứ ca trong nhóm. Dường như họa sĩ vẫn không tin tưởng chúng tôi thì phải. Chúng tôi là người làm ăn, biết kinh doanh. Điều quan trọng nhất là sự tự tin. Nếu ông ta không có tự tin thì đừng lãng phí thời gian của tôi. Tôi tới đây để mua tiền giả. Mà anh lại lấy súng ra dọa tôi à? Họa sĩ bảo chúng tôi tới đây để chơi. Không thể chơi được sao? Được. Được thôi. Chơi thoải mái đi. Thôi nào, tới đây chơi đi. Chưa tôi không khách sáo đâu, xin mời. Tên Mã Vũ San này là người đáng tin. Chờ điện thoại đi. Em có ổn không? Xem ra tên họa sĩ đó có ảnh hưởng lớn đến anh. Nếu không phải vì anh, chúng ta đã không thành ra như ngày hôm nay. Hình như anh không bao giờ thoát khỏi hắn ta được. Ngoài ra, chúng ta đã định sẵn là một bi kịch rồi. Không phải. Anh đã hứa mà. Tại sao anh phải hứa với tôi chứ?
đối với anh. Tôi chỉ là một vai phụ. Em là người tốt nhất với anh. Anh có thể thấy rõ ràng trong bức thư mà. Cảnh sát, tôi không có nhiều thời gian. Hãy tiếp tục đi. Tiếp tục đi. Hãy nhìn xem, còn thật hơn cả hàng thật nữa. Cạn ly. Tôi đang mơ về một chiếc Ferrari hơn 5 triệu. Tôi giết anh bây giờ. Chết tội đi, nhóc. Ta nên làm gì nếu hết mực? Ông sẽ tiếp tục giết người à? Cậu nghĩ tôi muốn giết người à? Tôi đang cứu cậu đấy. Ông có nói rằng tôi có thể đi bất cứ lúc nào. Bây giờ còn tính không? Tôi sẽ đi lấy mực đổi màu. Tôi sẽ đi sau khi nhận được nó. Chân ở trên đùi cậu. Khi nào cậu thích thì đi. Tôi không muốn ông giết người nữa. Cấm miệng. Làm việc đi. Giám hàng vào tuần tới. Bắt đầu làm việc đi. Anh em, cạn ly nào, cạn. Lợi hại đấy nhá.
Làm cái gì vậy? Cậu muốn chết à? Đi thôi. Nhìn này, ngài họa sĩ cô Ngô Vũ Khánh là chuyên gia tiền giả của chúng tôi. Cô nói rằng rất ngưỡng mộ ngài. Cảm ơn. Ông chủ của các anh dạo này khỏe không? Rất khỏe. Chỉ là không thể để ông ấy thấy điều này thôi. Vậy thì đừng để ông ấy thấy. Giết ông ta đi. Ca. Cậu không thấy tôi đang có khách à? Mà cũng muộn rồi. Chúng tôi sẽ quay lại sau. Vâng, tôi tiễn anh. Tôi sẽ gửi cho anh một chiếc xe vào ngày mai. Gọi là quà xin lỗi cho buổi tối hôm nay. Được, chào anh. Hẹn ngày mai. Cậu có điên không vậy? Cậu biết ông ta là ai không? Cậu đấy. Một vài ngày trước, tôi có thấy một chiếc xe đã thay màu sơn. Bắt đầu công thức tương tự với đồng đô la Mỹ. 10 năm trước, NASA sử dụng loại mực này, họ làm kính đổi màu cho tàu con thoi, sau đó bán công thức cho một nhà máy sơn xe. Tôi đã đặt một vài thùng. Sau khi trở về Hồng Kông, tôi sẽ điều chỉnh lại màu sắc. Tôi sẽ lấy nó sau khi hoàn thành giao dịch. Cảm ơn. Tôi đã sử dụng tên của cậu để mua một khách sạn nghỉ dưỡng. Nếu giao dịch lần này hoàn thành thì cậu hoàn toàn sẽ có đủ tiền vẽ tranh cho bạn gái cậu suốt đời. Vẫn có thời gian để tìm cô ấy. Thank you.
Anh khỏe chứ? Rất khỏe. Nào, tôi đã pha một ấm trà ngon rồi. Được rồi, cầm lấy, chờ lệnh của tôi. Vài năm trở lại đây, cậu đã rất khó khăn. Giờ cậu đã quay lại như xưa rồi. Nếu cậu tới đây vào mùa xuân, tôi nghĩ rằng cậu sẽ an tâm hơn trên đường đi. Những năm gần đây, nếu không có sự quan tâm giúp đỡ của anh, tôi không thể làm được bất cứ điều gì. Thư ký của tôi có nói rằng cậu đã làm được một phiên bản mới của tờ đô la Mỹ, giống tới 100%, siêu đẹp và hoàn hảo. Quy tắc cũ là 1:10. Tôi sẽ mua số này gấp đôi so với lần trước. Gấp đôi lần trước sao? Thật là một sự quan tâm lớn, làm sao tôi đủ khả năng? Một nửa ngày thôi. Cậu sẽ ở lại đây chứ? Dạy phương pháp in tiền cho người của tôi. Được không? Dạy chúng sao? Cậu khác với bố cậu. Tôi từng là một người anh em tốt với bố cậu. Tôi hãy ở lại đây. Tôi còn nói như nhà của mình. Tôi thoải mái trong nửa ngày hôm nay. Tôi có thể kiếm được tiền cho cuộc sống sau này. Nếu bố cậu vẫn còn sống, ông ấy sẽ nói đây là vụ làm ăn rất tốt. Không phải vậy. Bảy năm trước, ông đã đưa một nhóm người tới Hà Lan và giết bố của tôi. Nếu tôi vẫn còn sống, tuyệt đối sẽ không tha cho ông đâu. Cậu tới đây để giải quyết vụ này sao? Ông nói gì? Cậu nghĩ sẽ an toàn rời khỏi đây sao? Cậu là một chuyên gia lừa đảo. Tôi không tin cậu dám làm vậy. Sếp à, ra tay đi. Tôi bảo bỏ xuống. Đừng mà. Họa sĩ, hắn tên Lý Vấn, rất giỏi công nghệ làm giả. Nếu hắn buông tay, tôi sẽ giết ông ngay. Bỏ tay ra đi. Giết hắn. Oh!
Tao nói không nghe sao? Buông tay ra đi. Cậu không sao chứ? Tôi không sao. Bắn tao sao? Rồi cả một năm chúng tôi không làm gì cả. Ở trong tam giác vàng, chúng tôi chỉ nghỉ ngơi. Tại mặt cô đã bị thương nên tôi không dám để cô nhìn. Cảm ơn.
Tôi đã làm cho cô tấm hộ chiếu này. Từ giờ tên cô sẽ là Ngô Quyên. Sắp xếp và rời khỏi đây đi. Chờ đã, cô nhầm không vậy? Departing from the four seasons, she reveals one of the inner parts of her spirituality. The post-modernistic abstractness of her pieces embarks her audience upon a journey, wild yet classic, tender yet powerful. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu. Cô nói gì vậy? Anh đang nhìn tôi. Đừng có nhìn tôi. Này, này, tôi đã mua tất cả các bức tranh rồi. Đợi đến khi triển lãm kết thúc, tất cả chúng ta sẽ đến khách sạn nghỉ dưỡng. Khi bạn gái cậu biết được, chắc chắn cô sẽ rất vui. Tôi là một tên lừa đảo. Làm sao tôi có thể gặp cô ấy được? Chúng ta đang có sự hiểu lầm nào sao? Có chuyện gì cứ nói rõ ra đi. Cảm ơn. Hai người đã chuẩn bị tiến tới hôn nhân chưa? Chờ đã, họ chưa kết hôn mà. Sao rồi? Tôi đặt được vé chưa? Tại sao biết chuyện đó? Đương nhiên là tôi biết. Tôi đặt hai vé. Ngô Quyền muốn đi cùng tôi. Tôi đi cùng có được không? Tôi đã nói cho cô ấy đi chưa? Còn là gì của cô ấy? Một sự thay thế chẳng? Anh ấy đã cứu mạng tôi. Nếu tôi muốn đi cùng anh ấy, không phải việc của ông đâu. Cuộc sống của cậu là do tôi quyết định. Cô không định nói với tôi sao? Đấy không phải cuộc sống của tôi. Chính cậu muốn trở thành nhân vật chính. Cậu quên rồi sao? Tôi đã không điều chỉnh mực đổi màu như ông muốn. Cậu muốn nổi loạn à? Tôi nghĩ tôi không thể mua nó cho cậu à? Tôi không nghĩ vậy. Tôi không thể tiếp tục được nữa. Lấy mực và đưa nó ngay cho tôi. Cảm ơn. Ông chủ tới nơi rồi. Chúc hai người luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Chờ điện thoại đi. Này, tên Mã Vũ San đó là ai vậy? Hắn trả giá rất hợp lý. Hắn đã từng làm ở Trung Đông. Tôi đã đưa ra một vài nguyên tắc để giúp sếp làm việc với hắn ta. Tên họ Mã đó rất ít khi xuất hiện cho nên rất an toàn. Tôi chưa giao dịch với hắn bao giờ. Ai giới thiệu vậy? Một người bán đồ cổ ở Canada giới thiệu, khách hàng cũ của chúng ta.
Lão Chu đã mua chiếc đồng hồ cổ đó. Có phải nó được mua từ Canada không? Này, cậu làm gì vậy? Đóng gói đồ đạc làm gì vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Ông đã mua chiếc đồng hồ ở Canada. Ông chủ, chiếc đồng hồ cổ ông mua ở Canada, ông mua nó bằng đô la giả sao? Không phải. Họa sĩ có biết không? Ông mau đi đi. Là lỗi của tôi. Tôi đã không giữ nguyên tắc. Tôi đáng chết. Tôi sẽ đưa tay cho cậu. Chặt tay tôi đi. Tôi sẽ đưa tay cho cậu. Chỉ chặt tay thôi à? Quy tắc được viết như thế nào? Xin cậu đừng hại vợ và các con của tôi. Xin đừng giết họ. Chuyện này không liên quan đến họ. Quy tắc quái quỷ này là sao? Phải giết cả gia đình ông ấy à? Khi ông sử dụng những tờ tiền giả này, ông có nghĩ trong cuộc sống của những anh em ở đây không? Tôi sai rồi, tôi đáng chết. Tôi đáng chết, tôi đã phá quy tắc. Thật sự tôi đã làm sai rồi. Tôi đã phá vỡ quy tắc. Tôi đã làm trái quy tắc mà bố cậu đặt ra. Quy tắc là quy tắc. Quy tắc sao? Quy tắc cái gì? Tôi... Trong chiếc đồng hồ này, tôi đã cài đặt định vị rồi. Điện thoại di động nữa cũng đã được cài đặt. Cái này thì sao? Không có. Cô hãy giữ nó giúp tôi. Được rồi. Cẩn thận nhé.
Quay lại đây. Cầm lấy đi. Sau ngày mai, chúng ta sẽ không nợ nhau nữa. Để hoàn thành đơn hàng này, tôi có thể đi luôn. Mã công tử, hân hạnh được gặp cậu. Ngài chính là họa sĩ sao? Được khách sáo, ngồi đi. Vậy tôi không khách sáo nhé. Cho tôi xem hàng trước có được không? Lần này tôi mới mua 3 triệu đô la. Đợt giao dịch này tôi mới nhận hàng ở Canada. Tôi sẽ trả gấp 10 lần để mua cả phiên bản kẹp. Tôi muốn thay đổi địa điểm giao dịch. Chúng ta hãy giao dịch trực tiếp ở đây. Ông sợ tôi giở trò sao? Chắc ông vẫn chưa tin tưởng tôi khi tôi có ý định mua cả phiên bản kẽm. Canada có kỷ niệm buồn với tôi, nên tôi không muốn quay lại bán phiên bản kẽm cho cậu. Tôi sẽ không làm chuyện đó đâu. Đây là cơ hội cuối của cậu. Cậu, mở nó ra. Lấy bản kẽm ra. Tao bảo cậu lấy nó ra. Tôi lại cứu cậu một lần nữa. Cậu chỉ là một người vô danh không tên tuổi, một họa sĩ vẽ tranh sống nghèo khổ ở phố Tàu. Tôi đã đưa cậu lên thành nhân vật chính, đã mở rất nhiều con đường cho cậu lựa chọn. Vậy mà cậu định đưa ra quyết định ngu xuẩn, định từ bỏ sao? Tôi thật sự rất thất vọng về cậu. Tôi cho cậu đưa ra quyết định cuối cùng. Đứng dậy. Muốn có được mọi thứ, cậu phải biết trả giá. Ngay cả khi cậu không thích, cậu vẫn phải trả giá. Giết chúng đi. Giết hắn đi. Cô Văn sẽ là của cậu. Đừng run tay. Nào, tôi giúp cậu. Bỏ xuống. Có vẻ như anh Lý thật sự muốn thành nhân vật chính rồi.
Người anh em, có đáng chĩa súng vào tôi sao? Cậu bắn tôi đi. Nếu cậu không làm thì để tôi làm. Một triệu đổi một triệu. Tôi đặt cược. Để tôi đi. Đi thôi. Đi thôi. Mày không đi, tôi sẽ giết cô ta. Đi thôi. Nhặt lên. Sau đó, tôi và Ngô Quyên trở đến khu nghỉ dưỡng mà họa sĩ đã mua cho tôi. Gia đình của ông Chu năm người bị giết ở Macau. Họa sĩ vẫn chưa chết. Cảnh sát không tìm thấy xác ông ta. Tại sao cô giấu tờ báo mà không để tôi biết? Tôi có mua loại rượu mà anh thích. Tôi sẽ đi nấu ăn tối bây giờ. Tôi không thể ở đây nữa. Tuần tới cô sắp cưới ông Lạc nên cô hãy đi đi. Họa sĩ sẽ tìm ra nơi này. Anh hãy ở lại đây. Họa sĩ sẽ không tìm tới đây đâu. Tôi đã mua vé máy bay cho anh rồi. Cảm ơn và xin tạm biệt. Tiền của anh sao? Ông định làm gì cô ấy? Rốt cuộc ông định làm gì cô ấy? Bà thả tôi ra. Thả tôi ra.
Ký vào đây. Cô gặp anh ta chưa? Còn người này, chưa từng thấy. Cảnh sát đã đồng ý cho ông Lý Vấn được bảo lãnh, không được phép đi đâu trong thời gian này, phải trở lại sau 24 giờ. Tôi hiểu rồi. Tôi thật sự không hiểu, sao cô bảo lãnh cho Lý Vấn? Chồng sắp cưới của cô không phải chết vì anh ta sao? Cô cứu anh ta hôm nay, có phải vì hai người vẫn còn yêu nhau? Hay là cô vẫn chưa bao giờ quên được Lý Vấn? Hay là vì vị hôn phu của cô, có đúng không? Cô đang nói cái gì vậy? Viện cảnh sát Canada của cô đã chết, có phải vị hôn phu mà cô đang tìm kiếm không? Anh ấy chỉ có một mà thôi, sẽ không có người thứ hai. Đừng quá chắc chắn. Chúng ta có thể đi được rồi. Hẹn gặp lại. Mau cho người theo dõi anh ta. Được rồi. Vào đi. Đợi một chút, nếu có chuyện gì, gọi cho tôi ngay. Nếu không phải tôi, đừng mở cửa. Anh nghĩ em sẽ không đến? Anh nghĩ tôi có thể từ bỏ anh sao? Cảm ơn em. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi mà. Anh xin lỗi. Anh cứ nghĩ em sẽ không đến. Cảm ơn.
Tôi là Thanh tra Hứa Huệ Lan. Có một đối tượng nguy hiểm mặc đồng phục cảnh sát đang ở trong thang máy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đội trưởng, hắn ta chính là tên họa sĩ đang bị cảnh sát truy nã. Vớ vẩn! Tội phạm bị truy nã là sao? Con người đang làm cái gì vậy? Con người có bị làm sao không? Tôi là cảnh sát số 28818. Tôi là giám đốc chi nhánh mới ở đây, Ngô Chí Huy. Bố tôi cũng từng là cảnh sát ở đây, con người xem lại đi. Các người có bị làm sao không? Tôi là người đã lái xe chở Lý Vấn từ sân bay tới đây. Vậy mà các người lại bảo tôi là tội phạm truy nã. Nhìn cái gì? Tôi đã gặp họa sĩ lần đầu tiên. Đó là vào ngày triển lãm cuối cùng. Hình mờ của tờ tiền in lúc làm giấy. Một giấy chưa đóng cứng. Hình mờ sẽ được đúc vào khuôn. Chỉ cần chờ cho một giấy khô lại. Chúng ta chỉ cần để hình mờ vào giữa. Sau đó ép hai tờ giấy lại với nhau. Nếu chúng ta làm hình mờ trước, sau đó sử dụng hai tờ giấy để ép, ba tờ sẽ ép thành một tờ. Lúc đó ta sẽ có được một hình mờ. Tôi đã được chứng kiến. Anh ta giết hết tất cả mọi người trong làng. Ở Canada, đó là lần đầu tiên tôi thấy anh ta giết người. Quy tắc là quy tắc. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy họa sĩ, đó là ngày tôi bị cảnh sát bắt. Tới khách sạn mau lên. Thưa anh, tình hình thế nào? Khá là nghiêm trọng. Kiểm tra xem nhóm nào chịu trách nhiệm vụ này. Chào anh. Đội trưởng, chỉ cần tìm ra ai là người thực hiện nhiệm vụ hôm xảy ra vụ án ở đó. Sau khi vị hôn phu của cô ta chết, cô ta vẫn ở lại đó và chưa bao giờ rời đi. Lời khai của cô ta vào hôm qua là giả. Gọi cho Huệ Lan tới đó kiểm tra đi. Tôi đã đi đến trụ sở cảnh sát biển rồi.
Mặt cô bị tổn thương nặng nề. Tôi đã bảo bác sĩ cho cô một khuôn mặt mới. Cô thích nó chứ? Tôi rất thích. Tôi đã làm cho cô một hộ chiếu mới. Bây giờ cô chính là Nguyệt Văn. Cô đang làm cái gì đây vậy? Tôi đã hiểu rồi. Hiểu cái gì chứ? Cuối cùng thì tôi đã hiểu. Cô làm cái gì vậy? Tôi đã hiểu. Cô muốn chết à? Cô muốn chết sao? Đi. Lũ đáng chết. Đi. Cô làm cái gì vậy? Anh muốn tôi trở thành cô ấy mà. Hãy giải quyết cô ta đi. Tôi sẽ giải quyết hộ anh. Các cậu dám chĩa súng vào tôi à? Anh nghĩ tôi có thể bỏ mặc anh sao? Cuối cùng, anh đã nhìn thấy tôi hai lần. Nhưng lần nào tôi cũng đều nhớ rất rõ. Đó là tài năng. Tại sao cô vẫn chấp nhận chuyện đó? Anh nghĩ nó đơn giản sao? Nó là cái gì? Lúc đó khi anh vừa ôm tôi, anh đã nghĩ tới cô ấy. Trong tim tôi lúc đó, tôi nghĩ mình đã là cô ấy. Lúc đó tôi chỉ nghĩ là ôm cô thôi. Trên thực tế, những người như chúng ta không bao giờ có được kết quả tốt. Tìm được một người thay thế thì Chúa đã rất tốt với chúng ta rồi. Ít nhất là hai chúng ta đều cảm thấy thoải mái. Tôi nói cho cô biết, đôi khi hàng giả còn tốt hơn cả hàng thật. Miễn là ta chỉ cần cố gắng, phải vậy không? Cố gắng. Tôi có thể thử được không? Đợt này chúng ta đã bị lộ. Phải cần thời gian để thay đổi cái mới. Đến khi nào tôi muốn trở thành nhân vật chính và tôi muốn thay thế. Được chứ? Được. Rất được.
phải mất 1 giờ để đến Philippines. Có muốn ăn gì không? Tôi không đói. Sao lại dừng tàu? Tôi mệt rồi. Để tôi giúp. Tôi thật sự rất mệt. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu. Chúng ta mãi như thế này, luôn luôn quay vòng, mãi không thể tiến lên phía trước. Cô có ý gì? Anh đã rất thân mật với tôi đêm qua, nhưng nó thật giả tạo. Mối quan hệ đó là gì? Quan trọng là chúng ta sẽ được ở cùng nhau. Tôi nói đúng không? Lý Vấn, anh đã bị bao vây. Chúng tôi sẽ không để anh chạy thoát. Con tàu này đang quay vòng tại chỗ. Nó vẫn chưa rời Hồng Kông. Đó là cách tốt nhất cho chúng ta. Tiểu Quyên, đừng làm vậy. Không phải tôi là Nguyệt Văn sao? Cảnh sát Hứa, cơn gió nào đưa cô đến đây vậy? Tôi đến để nói cho cô biết họa sĩ đã bị bắt. Người thì cũng chết rồi. Tôi không muốn nhắc tới chuyện này nữa. Cô nhận ra anh ta chứ? Tôi biết. Anh ta từng là bạn trai của tôi. Tiết kiệm tiền chút đi. Con phải học cách kiếm tiền mà không cần phụ nữ. Hãy nhớ, con cũng giống như mọi người khác trên thế giới này. Hãy làm khán giả, đừng làm nhân vật chính. Không có chỗ cho cậu đâu. Thank you.